hoa lan trước khi mang tới tay khách hàng thì sẽ được chăm sóc và cũng như được nuôi dưỡng như thế nào. Xin chào các anh chị, em là Hoàng Nghiệp. Thì hôm nay hiện tại em đang đứng ở tại là Đà Lạt, thì giới thiệu cho anh chị một vườn hoa lan hồ điệp Đà Lạt để anh chị biết được là khi mà mang tới khách hàng thì những cái vườn hoa lan sẽ được chăm sóc và nuôi dưỡng như thế nào. Đây là một vườn hoa lan với cái tổng số lượng ở đây nó đâu đó khoảng tầm 100.000 cây. Và để cho phục vụ lượng Tết ấy, thì rất nhiều các cái vườn hoa lan ở trong Đà Lạt đã để chuẩn bị các cái số lượng nó rất là lớn. Nhưng do cái nhu cầu của cái dịp Tết nó rất là cao, thì để mà đảm bảo về số lượng cũng như là chất lượng thì cũng không thể nào đảm bảo phục vụ được cho các cái nhà gọi là khách hàng cũng như là các nhà cung cấp. Thì đây là một các cái vườn lan, thì chúng ta có thể thấy đây là anh chị có thấy bên này là sẽ là một cái vườn hoa lan mini. Đây là các cái chậu hoa mini, sẽ bầu hoa mini đây. Đây là một bầu hoa mini ama 2 vòi. Và chúng ta có thể thấy được là rằng hoa lan Đà Lạt thì nó rất là khỏe, cũng như là về cái rễ, cái lá, và đảm bảo được về số lượng, về độ bền của hoa lan. Thì cái sự chăm sóc và sự gọi là chu đáo trong cái việc chăm sóc hoa lan thì rất là được tỉ mỉ. Anh chị có thể thấy được rằng cái phần ở bên này chúng ta thấy rất là nhiều các cái bầu hoa lan mini. Khối bên này là mini như là lan ama này, rồi là 001. Và còn bên này thì chúng ta có thể thấy đây là các cái dòng lan đại. Dòng lan đại thì để mà nói là các cái cặp lá đây. Nếu như anh chị mua hoa lan hồ điệp, anh chị sẽ ngắm hoặc là mình sẽ đánh giá ở phần nào? Ở phần lá, phần rễ và phần bầu. Bầu thì luôn luôn được giữ ẩm, và lá và rễ thì chúng ta có thể thấy nó rất là khỏe, đúng không? Lá thì nó có từ 3, tức là 3 cặp lá trở lên nhé. Nếu như mà những cái dòng lá non hơn thì chất lượng hoa nó sẽ không được bền. Riêng đối với dòng hoa Đà Lạt thì nó cũng sẽ có một số cái nguồn gốc, nhưng mà đối với riêng bản thân em thì em có thể nhìn nhận được là những cái bầu hoa đây nó rất là khỏe. Đấy, để mà đảm bảo cho một cái cây hoa, bầu hoa nó khỏe như thế này thì nó sẽ đem lại cái chất lượng hoa, cánh hoa dày cũng như là bông hoa dày hơn, và đảm bảo được độ bền của hoa. Đó. Thì nếu như anh chị có nhu cầu mua hoa lan Đà Lạt cho phục vụ cho khách hàng ở dịp Tết thì mua buôn với số lượng lớn, hoặc là có thể đặt hàng trước để mà đảm bảo cho anh chị về giá cũng như là màu hoa. Bởi vì màu hoa đối với thời điểm Tết thì không phải là đủ cái đa dạng để phục vụ cho anh em, nhưng mà nếu như anh chị đặt trước được thì sẽ đảm bảo được về số lượng và về giá thành cũng như là chất lượng. Lannia là một trong những cái thương hiệu lớn có thể giúp cho anh chị mang đến những cái sản phẩm chất lượng nhất đến với tay khách hàng. Và đây anh chị có thể ngắm qua được một vườn lan như thế này. Nếu anh chị có nhu cầu hãy đặt trước và liên hệ với Hoàng Nghiệp để có thể là đặt được với số lượng hoa đảm bảo phục vụ Tết 2023. Xin chào các anh chị. Lannia, tinh hoa đất trời Đà Lạt.